Thế là sư đã lên Gia Lai và làm công quả tại nhà của sư Minh Tuệ. Thì sư đã gặp cha mẹ và anh em của sư Minh Tuệ chưa? Và sư có thể chia sẻ về cái những người thân của sư Minh Tuệ đi ạ. Dạ, con thì cũng không có dám đi tìm biết sâu, vì lúc đó thì con cũng là nôn nóng, đang trên đường đi. Thì mong nó chỉ cần được gặp trực tiếp sư Minh Tuệ là được rồi, là coi như là cũng như kiểu con nghĩ là tâm ứng tâm thôi, để gặp sư một lần. Còn cái vấn đề con cũng vô đảnh lễ sư ông rồi, chứ con cũng không dám lộ lại nếu rồi đi xuất hiện, cho nên là con cũng kín đáo. Mô Phật thì con cũng không có gần gũi với gia đình nhiều. Con cũng đến sơn tường quét sơn với gia nhà thôi. Rồi xong rồi con lại về nhà dân con ở. Dạ thưa sư, thì trên cái đường mà sư bộ hành về Ninh Thuận thì sư vẫn tiếp tục đi bộ hành khất thực theo cái pháp môn của mình chứ ạ? Dạ. À sư ơi, sư mình đã có gia đình chưa sư? Dạ, trước kia thì con có, con độc thân mười mấy năm rồi, 21. À, có nghĩa là trước kia là sư đã có gia đình rồi, mà 21 là đã hết duyên hả? Dạ. Là độc cư tới giờ luôn hả sư hả? Mô Phật. Ồ, vậy là mười mấy năm rồi hả? Mười mấy năm độc cư rồi. Quê sư ở đâu sư? Dạ, quê con Quảng Ngãi. Quê Quảng Ngãi. Cái lúc nãy con nghe sư chia sẻ hay quá, mà con muốn hỏi sư là ngày lúc trước là sư làm bên đội mai táng hả sư? Dạ. À, cái sư làm trong cái đội mai táng là ở nghĩa trang hả sư hả, hay là trong chùa, hay là ở đâu? Con làm cho một cái dịch vụ cho các dịch vụ, con là người khâm liệm. Người khâm liệm thì cũng gọi là tự do rồi. Ví dụ như dịch vụ nào có đám tang thì thuê tụi con đi làm, mình tới tắm mình rửa thay quần áo. Ồ, vậy hả? Nhập quan cho người ta. Dạ. Đó cũng là cái cơ duyên, từ đó sư mới nảy ra cái ý định là muốn đi tu ha sư hả? Mô Phật. Dạ, rất hay luôn. Chứ các sư có học Phật pháp ở đâu sư, ở chùa nào không sư? Dạ không, con cũng đọc qua kinh điển hả? Kinh mạng hả sư? Dạ không, hồi đó con cũng có học thì cũng đọc qua kinh thôi. À, với lại cái ngộ như là cái ngộ là con khi mà con làm cái nghề khâm liệm ấy, là con ngộ từ cái đó thôi. Thì con thấy là con người có khi mới gặp hôm nay nói chuyện thì chơi với nhau, vậy nhưng qua ngày hôm sau nghe người đó mất sự vô thường á, vô thường, đời vô thường quá sư. Mỗi ngày con có thể quá hay luôn, mỗi ngày con có thể làm cho người mất tới 3-4 người cũng có. Cái đó quá hay luôn. Với cái thời điểm Covid nữa, Covid là nhiều nhất. Chết nhiều lắm. Thời điểm đó sư đang ở đâu? Hồi đó sư đang ở đâu? Con cũng làm ở Đắk Lắk. À, thời điểm đó đang ở Đắk Lắk sư hả? Vậy tính ra sư lưu lạc cũng nhiều nơi quá ha. Dạ, sư đi rất nhiều luôn. Không, sư đang nói về cái mùa Covid đó, chết bao nhiêu sư có thể chia sẻ cho mấy con. Cái đó thì con không biết được, thì cái dịch vụ mới thôi, con làm nhiều hả sư? Dạ, một ngày có khi làm tới 5-6 người, đưa tang cho 5-6 người, nhưng mà khổ lắm. Cái người mất mình đúng là cái chân quý, thì nói chung là cái người thế gian thì người ta chân quý là cái thân. Nhưng mà những cái đám tang, những lúc đó thấy rất là vội vã, thấy thương người ta. Vô cái chỉ có bọc vô cái bịch ni lông, cái bỏ giáo quan đưa đi chôn liền, chả làm đám tang chả cái gì. Nó rất là vô thường luôn sư ha, nhìn thấy đó mà khúc đó mình thấy xót quá, xót xa, thấy xót xa quá. Mình không có ngờ mẹ nó xảy ra như vậy hết sư ha. Dạ. Cuộc đời không ai biết trước được cái gì hết sư. Thì hữu duyên hôm nay anh em gặp được sư ha, rất là mừng luôn. Cũng nghe được nhiều điều chia sẻ từ sư. À, dạ thưa sư, mà trước khi mà sư phát nguyện đi bộ hành như thế này thì sư đã có gia đình và đã có con chưa sư? Dạ con đã có con, hai cháu lớn thì hôm nay cũng đại học năm thứ nhất rồi. Dạ. Là trai hay gái sư ha? Dạ gái. Hai con bé sâu. Dạ, sáu trai thì hôm nay 11. Dạ, một trai một gái đầu và trai sau. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ thì con đã tu và thì bỏ gia đình rồi. Dạ. Và cũng mong hạn chế vào cái vấn đề của nhân sinh của Phật tục. Dạ, một Phật ạ. Dạ.
Dạ sư, cho con hỏi là cái điều gì mà quan trọng nhất trong công việc thực hành Phật giáo hả sư? Tìm ra được cái chân lý của mình thôi, tìm ra được cái thể tánh của mình thôi, đó là cái quan trọng nhất. Thì khi mà thấy được cái thể tánh mình rồi thì lúc đó là mình mới nhận thức được là mình ở đâu đến, mình có mất hay không, thân này mất là mình có mất hay không. Sư nhìn thấy hiền quá hông? Dạ, lúc đầu sáng nay là em nhận ra một phát là mừng lắm, mừng lắm. Không ngờ là hữu duyên chiều nay là được sư chia sẻ nữa. Rất là mừng luôn. Sư nhìn thấy hiền. Sư là năm nay là sư được mấy mươi ha? Dạ, con sinh năm 83. 83 hả? Ồ, vậy tính ra sư có gia đình sớm quá ha. Con lớn học đại học rồi đó. Rồi. Hiện qua vấn đề tiếp hỏi gì hỏi gì tiếp. Có gì hỏi hỏi sư đi, chia sẻ thêm về Phật pháp. Dạ sư, khi mà những cái ngày đầu tiên đến bây giờ thì sư đi bộ hành pháp thực thì trong cái 13 hành đầu đà của mình thì phải ngủ nhà hoang, có thể ngủ nghĩa địa, nhưng chỗ vắng vẻ thì sư đã gặp những hiện tượng gì tâm linh chưa ạ? Thì chúng con quán thôi, thì nếu mà người thấy đó là từ cái tâm mình nó tạo ra thôi. Dạ, hay quá, đúng rồi. Nếu mà không còn sợ nữa thì không có thấy. Dạ, cái rồi cái tưởng của ông sư. Dạ, đúng rồi. Dạ. Có hay không là do mình, chứ nếu mà cái người đáng sợ nhất là mình với ai. Dạ, dạ sư, bữa giờ sư ở trong chùa tu viện Minh Đạo hả sư, ở bao nhiêu ngày hả sư? À, dạ không, mà con cũng nghe là truyền thông nói là sư Minh Đạo có đắp y phấn tảo và cũng đã rời bỏ giáo hội. Thì con cũng đáng kính cái ngài Minh Đạo 30 năm tu học ở trong giáo hội. Thì con cũng muốn đến để mà đảnh lễ và cũng cùng với sư Minh Đạo cũng duyên để tu học cùng với sư. Nhưng mà cũng không đủ duyên. Nhưng mà con thấy sư cái chụp hình ở sư Minh Đạo nè. Dạ con. Dạ sư, sư tiếp tục chia sẻ lại cái việc mà sư đến chỗ sư Minh Đạo đi ạ. Sư Minh Đạo hay. Dạ chỉ vậy thôi, rồi cũng có gọi, cũng có tác ý là cũng muốn được cùng sư Minh Đạo tu học. Nhưng mà không được, không thành. Thì con mới rời đi. Dạ, tiếp tục bộ hành đến nay. Dạ, sáng nay là con coi lại sư sư Minh Đạo để về lại tu viện của mình rồi sư. Dạ. Dạ, về lại hai ngày về lại để giải quyết vụ mà đất đai rồi sư. Cái đó con. Dạ, về lại. Con chỉ có chú tâm vào cái vấn đề là muốn tìm Minh Sư rồi cùng tu học với Minh Sư rồi chỉ dẫn cho mình trên con đường tu học thôi. Dạ, nếu mà sư được đi sư Minh Đạo là ngon đó sư. Dạ, thưa sư, cho con hỏi là trong những cái thời gian đầu mà tăng đoàn của sư Minh Tuệ đi á, thì đến hiện tại giờ, hiện tại bây giờ thì sư đã gặp những ai trong tăng đoàn của sư Minh Tuệ để mà cùng tập tu á sư? Dạ, con cũng vừa qua thì cũng đi cùng với sư Thiện Chí nên gặp được sư Minh Không, sư Tâm Dũng, sư Minh Túc, sư Minh Khổ, sư Minh Trí, sư Đức Hạ, rồi các sư như Chiếu Đất, Chân Tâm, Minh Tâm, An Lạc. Bạn cảm nhận được sức nặng khi nhấc chân lên chứ gì? Dạ, bởi vì gặp trọng lượng khá là nhiều. Bạn phải vượt qua trọng lực, vượt qua lực đối kháng. Và bạn cần phải có một sự cố gắng nào đó để dỡ chân lên. Dạ thưa sư, thì hôm nay hữu duyên tụi con gặp được sư ở đất Ninh Thuận, thì tụi con cũng kính chúc sư thân tâm an lạc và có nhiều sức khỏe để mà tiếp tục cái hạnh tu của mình. Dạ tụi con xin chúc sư nhiều sức khỏe. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con cảm ơn sư nha sư. Dạ, chúc sư luôn mạnh mẽ trên con đường tu học của mình ha. Dạ, chúc sư nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc. Dạ con cảm ơn sư rất nhiều.